Vậy quay trở lại, thằng giàu nó muốn cái gì? Một, hãy cung cấp thông tin của dự án cho nó một cách gì đầy đủ nhất nhưng lại ngắn gọn nhất, vì nó không đọc thôi, làm gì nó có thời gian nó đọc. Ngày xưa đi học văn nói ít mà viết dài, cô giáo vẫn cho điểm cao, có đúng nhỉ? Bây giờ nói dài, tức là gì? Viết dài mà nội dung gì? Nhiều. Sếp nó đánh giá là dạng ngu và nhiệt tình. Nhưng mà bây giờ viết ngắn mà đủ nội dung thì mới là ăn tiền. Có đúng xã hội bây giờ nó vậy không? Vậy bọn đấy là thứ mà nó không bao giờ nghe rác rưởi mà nó nghe trực diện. Ví dụ tôi nhắc cái chỗ này, đoạn này tôi sẽ làm tung hết cả lên, xong cuối cùng tôi sẽ tổng kết để các bạn để có cái để về dùng, nó ra được kế hoạch hành động. Đây này, A B, giả sử B là khách hàng, A là khách hàng, A là khách hàng, A hỏi B, A hỏi B thì thằng A bao giờ cũng có động cơ. Cái người thông minh là phải đọc được động cơ. Thằng B này là thằng thông minh, bao giờ nó sẽ đọc được động cơ. Ví dụ A hỏi B: em ơi, khi bắt đầu nó hỏi nhá, mình bảo bọn em là căn hộ này bán như này, bán như này. Em ơi, ở đây có dịch vụ dọn vệ sinh không? Và tiếp nhận chìa khóa giúp anh không? Họ mua để làm gì? Ở căn hộ thứ hai. Và thứ mà nó lo lắng là gì? Ai sẽ làm vệ sinh cho nó khi mà nó đi khỏi nhà? Vậy vấn đề của nó chỉ là gì? Vệ sinh. Nhưng mà cái cách của một cái đứa mà trả lời theo kiểu khôn vặt ấy, khôn nhá, thông minh nhưng lão cá, thì bao giờ cũng chả trả lời: anh ơi, về mặt vệ sinh anh không lo, vì bọn em có vệ sinh. Tức là chọc vào động cơ của nó, đúng không? Ví dụ vợ hỏi thằng chồng: anh ơi, sao về muộn? Thằng chồng mà láo cá thì làm sao? Lại nghĩ bậy cái gì đấy? Tức là đọc vào động cơ của cô vợ, đúng không? Nhưng người mà trả lời theo kiểu tử tế thì bao giờ người ta cũng trả lời vào câu hỏi, xong với vòng xuống thì động cơ: anh ơi, ở đây có dịch vụ vệ sinh anh ạ. Bởi vì bọn em sinh ra để phục vụ cho những người có thì căn hộ thứ hai, để giải quyết toàn bộ lo lắng về vệ sinh cũng như là lưu trữ chìa khóa mỗi khi một cái nhóm người khác đến nhà anh ở. Có phải là một câu trả lời nó rất tuyệt vời không? Có đúng không nhỉ? Bọn em sinh ra để phục vụ cho những người muốn mua ngôi nhà thứ hai. Chính vì vậy bắt đầu tranh thủ cái câu hỏi khó của họ thì mình mới thêm ra giá trị. Chính vì vậy nào là các cháu nó ăn xong thì phải có nhà hàng này, à, đi bơi xong phải có nhà, đi tắm biển xong phải có bể bơi này, bơi xong đói này phải còn lo nhà hàng này, đúng không? Có nhà hàng rồi nhưng mà làm sao mà từ cái căn hộ đi ra biển nó cũng vừa phải thôi thì mới gọi là căn hộ biển được, đúng không? Tức là tranh thủ để giới thiệu giá trị của sản phẩm nó gắn với gì? Đời sống. Anh chịu hiểu cái này không? Giá trị của sản phẩm nó gắn với đời sống. Đấy, thế thì trả lời vào gì? Ví dụ sếp hỏi học, sếp hỏi nhân viên thôi: hôm nay em đi muộn à? Thì nếu mình có đi muộn thì trả lời thẳng vào gì? Câu hỏi: vâng ạ. Sếp có muốn nghe lý do không ạ? Không. Thì ông bảo không, anh bận lắm, thôi được rồi, mày đi muộn là được rồi, tao biết vậy. Nhưng mà bọn mà lươn lẹo thì làm sao? Bắt đầu sẽ giải thích trước chứ. Hôm nay em đi muộn à? Đấy anh ạ, à, tối hôm qua em gặp thằng bạn, xong rồi em đã đi không uống rồi, xong nó cưới em với em, xong rồi em phải lấy lưu thai đi. Xong rồi nó trơn mồm, nó lại làm muộn đi. Chính vì vậy hôm nay em đi muộn. Cái phần giao tiếp đấy bọn nhà giàu nó gọi là gì? Giác. Giác trong giao tiếp.
và nó rất ghét nghe ra, rất ghét nghe ra. Cho nên trong giao tiếp ngắn gọn và đúng, cho nên khi vào việc là phải ngắn gọn và đúng. Nhưng khi mà chơi ở ngoài đời thì cuộc đời của nó thì nó lại thích nghe những cái thứ gì phù phiếm vớ vẩn, tức là nó giống như kiểu là sếp ở cơ quan thì căng thẳng, cho nên khi làm việc với nhân viên đòi hỏi nó nói chuyện ngắn gọn, nhưng về nhà lại chơi với chó, nó cứ vờn là nó liếm vào mặt vào chân vào tay ông ấy rất là vui. Mọi người có hiểu không nhỉ? Vậy thì trong công việc thì cục, tức là trả lời thẳng vào vấn đề trực diện, đừng lòng vòng, đừng cô dạ. Họ sẽ hỏi là thế em ơi, cái cán bộ của em có ở gần biển không, thì trả lời là dạ thưa anh, gần, cách đấy 20 mét, tức là trả lời trực diện. Dạ thưa anh, cán bộ của bọn em theo như câu hỏi của anh thì cán bộ của bọn em cũng ở gần biển. Mẹ nghe nó ghét, thế nó ngoan quá, nhắc lại câu hỏi, trả lời trực diện cho tôi, và cái đấy nó gọi là giác. Nhưng xong việc rồi thì nói chuyện như chó con thoải mái. Ừ, tự nhiên ở trên kia sao mây đẹp thế nhỉ, hôm nay thế leo này nhiều sóng thế nhỉ, thế là hỏi lúc ngoài này cũng được, vì lúc bấy giờ nó đang chơi cái gì, chó con. Có hình dung không ạ? Cho nên vợ chỉ có hai loại, đối vợ doanh nhân ấy, chỉ có hai loại hạnh phúc. Một là ở nhà như con chó con, ngoan và vui nhộn suốt ngày, nhiều khi chồng cái nhìn là theo vợ mình như con điên đi nhỉ, nhưng nó vẫn thấy vui. Hai là khôn hẳn chứ còn dở dở gương để mà nó ghẹo thật đấy. Các chị nhìn mặt tôi đang cố gắng phân tích cái thói quen của mấy thằng giàu, nó dở ông dở thằng. Và các bạn gặp thằng giàu nào mà thấy nó hâm đúng không? Không hâm đâu, tức là trong công việc thì nó rất là trực diện. Một là một, hai là hai, trả lời cái gì ngắn gọn, nó hỏi tóm lại còn cam view biển không, đừng có trả lời loằng ngoằng. Anh ơi, bên chỗ em tất cả là ấy 486 cam cũng chỉ có 15% là view biển, tính ra là khoảng 60 cam view biển, đến bây giờ bán hết 59 cam còn một cam thì rất là các chị có thấy cái trò bán hàng lươn lẹo hay có cái trò đấy không? Bán mãi mới đến đáp số. Nó hỏi là con đấy không? Trả lời mẹ là con. Anh ơi con, nhưng mà anh nếu muốn mua view biển thì phải nhanh lên giúp em tí, vì bởi vì nó chỉ còn có 2 căn thôi. Ví dụ thế, đúng không? Bắt đầu bố phân tích hoàn toàn là vàng nó chán. Đấy, cấm được giao tiếp theo kiểu giao tiếp ra. Vì vậy trả lời trực diện vào câu hỏi, bọn nhà giàu nó thế. Đấy, để tôi đang hình thành cái thói quen của bọn nhà giàu. Và nếu trả lời vấn đề lớn nhất của nó là bạn trả lời trực diện, bạn cầm đủ hồ sơ ra, cầm đủ ra, và nó chỉ giao tiếp một lần mà thỏa mãn nó, nó về nó chuyển tiền. Tin tôi đi. Nhưng mà đứa nào mà nhì nhằng lẽo đẽo gọi cho nó 2-3 lần và nó dành thời gian nói chuyện với mình rồi mà nó không có thông tin, tức là thông tin nó cứ làm vòng ấy. Nó hỏi dự án của em, ví dụ là như vậy này, như Thảo mà tớ hỏi là tớ đéo tớ mua dự án của cậu. Ví dụ là dự án của em tất cả có bao nhiêu căn, diện tích là bao nhiêu, thế bây giờ là cái tầng 16 còn căn nào không, cái này thì em cũng chưa biết, thì em chờ tí để em xem lại. Nó ức chế lắm mọi người, đúng không? Sau người là gì ạ? Lại hỏi tiếp, cái căn tầng 16 thì cho anh hỏi, nó xem trên sơ đồ chẳng hạn, nó hỏi căn 1604 là có phải là view biển không em nhỉ? Cái này thì em cũng để em xem lại ạ, đúng không? Sau hỏi căn đấy là bây giờ bao tiền em, cũng em xem lại ạ. Thế của em là có sổ đỏ lâu dài không? Và có anh ạ. Thế bao giờ thì dự kiến là bao giờ thì bọn anh được cấp sổ đỏ? Mình cũng không biết đâu. Mình cũng tùy theo tiến độ dự án. Tức là cái gì cũng không biết. Mà mày đi mà nào mày không biết thì bố mày biết cái gì? Cái gì đúng không? Và thằng giàu
không phải là câu chuyện của 5 tỷ với 5 tỷ 2, mà câu chuyện của nó ức chế nhất, mất thời gian. Và Eurowindow tôi chỉ đào tạo cho toàn bộ tập đoàn Eurowindow, tôi chỉ làm mỗi cái động tác này mà chuyển đổi doanh thu từ 2.400 tỷ lên 3.200 tỷ sau đúng một năm. Là gì? Tôi chỉ phân tích mỗi cái này để các bạn thấy. Một người họ xây nhà, họ phải thiết kế cỡ độ khoảng 100 hạng mục vật tư. Mỗi hạng mục vật tư này có 10 thằng chào. 10 thằng chào nhé. Và 10 thằng chào thì tương tự với 1.000 thằng gì? 1.000 thằng chào. Và như vậy tương ứng với 1.000 cuộc điện thoại. Nhưng có thằng nào chào một lần mà nó dừng đâu? Mỗi thằng gọi 4 cuộc, tức là tương ứng với gì? 4.000 cuộc điện thoại. Tiếp tục trong 4.000 thằng này thì có 10% gặp, tức là 400 cuộc gặp. 4.000 cuộc điện thoại, 400 cuộc gặp và ký hợp đồng với 100 chú và làm cái ngôi nhà trong vòng 1 năm. Như vậy 1 năm nghe 4.000 cuộc điện thoại có nghĩa mỗi tháng là 40, đúng không? 400. Và mỗi ngày gì? 10 cuộc. 400 cuộc hẹn là mỗi ngày gì? Hơn 1 ngày, hơn 1 cuộc hẹn. Thế bọn nhà cung cấp dịch vụ, để các anh chị thấy 100 cái ký hợp đồng để các anh chị thấy là gì? Và họ xây được một cái nhà, đổng nó nát bươm, cho nên cuối thằng bị hạn xây nhà. Xây xong cái nhà đột tử chết. Bởi vì nó nhiều việc quá. Xong cộng với việc cơ quan, mà nguyên tắc xây nhà, mà lại dành hết thời gian cho xây nhà, thì doanh thu của cơ quan làm sao? Không phải tận nó lại xuống. Thế cuối cùng là lấn bấn ở cơ quan, đau khổ ở nhà. Vì vậy, trách nhiệm của người bán hàng cho bọn nhà giàu là hãy chuẩn bị cho tôi đủ thông tin nhất. Là đi gặp, là họ chỉ cần gặp mình một lần là gì? Là xong. Thì kẻ đấy mới là kẻ chiến thắng. Vì rất ít khi được đón nó từ Hà Nội vào đây. Nếu nó vào đến đây mà nó vào một lần mà nó thỏa mãn thôi, thì mọi thứ là gì? Xong. Và thường bạn bán cho nhà giàu, bạn phải hiểu là nếu nó vào đây một lần mà sau 10 ngày sau mà nó không ra đòn, thì đồng nghĩa là gì? Fail. Các anh chị có hiểu bán cho nhà giàu không nhỉ? Nhưng ưu điểm bán cho nhà giàu thì rất dễ có tiền. Bạn biết vì sao không? Nếu bạn tạo ra niềm tin cho nó sẵn sàng giao cho bạn căn hộ với căn hộ kiểu này. Nó lại nhờ bạn gì? Cho thuê hộ. Bạn lại kiếm được tiền từ cái nguồn thứ hai. Tức là bạn có rất nhiều cơ hội nếu họ dành cho bạn niềm tin. Tất nhiên là mình phải sống chân thành thật. Đấy. Cho nên nó ghét nhất là những kẻ mà đến nói theo kiểu vui vẻ. Anh yên tâm đi, tin em đi. Em là người hiền lành, em mà không hiểu Đà Nẵng còn nếu đứa nào hiểu bằng em nữa. Hiểu không? Đấy. Tin em đi, hỏi thông tin về dự án thì em không biết cái gì cả, nhưng cứ tin em đi. Cái đấy gọi là tâm nằm ở trên mồm. Đúng không? Đấy. Thế thì tôi chỉ nhắc thế thôi về chuyện làm việc với nhà giàu. Và đừng bao giờ quan tâm đến giá. Và đừng bao giờ đổ tại nó đã. Vậy thì tóm lại là bây giờ một cái bộ kit đi bán hàng là bạn cần cái gì? Nào, kit này bao gồm là cả cứng, cả mềm. Tức là bản mềm để mình gửi gì? Email. Bản cứng là mình để trong túi nếu cần thì gì? Thuyết trình với khách hàng. Phải có đầy đủ. Nếu trong lúc gọi điện mà họ hỏi thì mình phải để tài liệu ra trước mắt. Hỏi cái là gì? Có luôn. Đúng không? Rồi à, nếu mà họ gọi cho mình mà mình thà rằng nhé, kinh nghiệm của tôi dặn các bạn làm việc với nhà giàu, thà rằng bạn không nghe máy, xong bạn dừng cái cuộc điện thoại lại và bạn gì, chuẩn bị đủ tài liệu bạn để trên bàn, xong bạn gọi lại cho họ. Và thường là họ sale của nhà mình là hay tham, thấy khách hàng gọi lên lại phát, đúng không? Quý quý xảy lên rồi đi rồi, mẹ đầu đéo nghĩ cái gì nữa, bấm mẹ nghe, nghe xong nó hỏi mấy câu làm sao? Nó nói gì? Cho nên bảo thôi em xin lỗi anh, cái này em chưa tìm hiểu kỹ, thế để tí em gọi lại cho anh. Đằng quái nào cũng tí nữa gọi lại. Thì tại sao không bình tĩnh kết thúc cuộc gọi đi, xong mình chuẩn bị tài liệu xong, 2 phút sau mình gì?
mình gọi lại đã chết ai đâu. Mọi người hiểu cái thói quen chưa? Và gọi lại làm một phát là đủ thông tin luôn. Xong cuộc nói chuyện đấy, tôi cũng nhắc lại luôn thế này: thằng giàu thì thứ nó quan tâm lớn nhất là gì? Công ty nào? Thì cá với các bạn luôn. Hỏi tất cả về mật khẩu, số tài khoản, các loại vân vân, nó có thể quên. Có bao nhiêu con bồ, nó có thể quên. Vợ nó ngày sinh nhật bao nhiêu, nó có thể quên. Nhưng hỏi công ty nó là doanh thu, doanh số, phát triển hiện nay đang làm cái gì, ở đâu ra, làm sao, dự án nào, thì các anh chị hỏi cái quay gì nó cũng biết. Có đúng không các anh chị? Vậy thì cái việc mà nó mua căn nhà của mình có phải là thứ nó để trong não nó không? Mặc dù là 5 tỷ nhưng không phải thứ nó để trong não nó. Có thư ký của tôi ngồi đây, ví dụ tôi mua con Porsche Panamera, tôi còn quên cả ngày đi lấy xe mà nó gần chục tỷ. Không cần để ý ngày lấy xe, bởi vì bình thường mình vẫn có xe mình đi. Xong chúng nó nhắc, thế thì rõ ràng cái này nó không để trong đâu. Thằng giàu nó để ý công ty của nó ở trong đầu, chứ không phải để cái ngôi nhà mà sắp tới nó mua của bạn ở trong đầu nó. Thế mình là tư duy người nghèo là mình bảo sao? Nó bỏ ra 5 tỷ kiểu gì nó cũng nhớ. Xin lỗi, có những thằng bây giờ sổ đỏ nó như thú nước khơ này. Còn hỏi số nhà của những ngôi nhà của nó, lúc cái số bao nhiêu. Nếu mà bình thường thằng nghèo nó bảo sao, chắc là lại nó phép. Nó đeo có chuyện nhà đeo như số. Để các bạn nhìn thấy thói quen của bọn giàu. Vậy nó không nhớ đâu. Vậy thì cách tốt nhất là bạn chỉ cần là gì? Sau một cuộc nói chuyện, bao giờ người ta cũng tổng kết bằng một tin nhắn. Tại sao? Trong máy của nó lưu tin nhắn. Thế thì khi mà nó nhớ đến mình, nó mở cái tin nhắn, nó nhớ đến mình, nó tìm lại mình thì nó sẽ, chứ nó không lưu số của bạn đâu. Nói cho các bạn nghe, nó không lưu số của các bạn đâu. Vì vậy đừng có gọi lại lần hai. Anh ơi em là Dũng đây. Nó nào hỏi Dũng nào? Dũng lần trước gọi cho anh ý. Mà đúng, các bạn hay bị cái tình trạng đấy. Nó có trách nhiệm ghi số của bạn đâu. Nếu nó ghi số của mấy cả ông bà bất động sản này thì cháy mẹ danh bạ điện thoại. Nó có trách nhiệm nó ghi số. Vì vậy hãy nhắn cho nó một cái tin này: anh ơi, sau buổi em vừa nói chuyện với anh, em tên là Dũng, về dự án nào, đúng không? Anh em mình đã chốt với nhau được 1, 2, 3 việc. Nếu còn một việc gì liên hệ mà vướng mắc gì, anh cứ liên hệ lại với em nhé. Cảm ơn anh. Thế thì một lúc nào đó nó mới nhớ ra. Nó mới ngồi cà phê sáng, nó mới nhớ ra. Ừ mẹ, quên cái vụ dự án Đà Nẵng chưa chốt. Để mình xem lại xem thế nào. Thế mà nếu mà nó nhìn thấy tất cả các cuộc gọi nhớ với cái số điện thoại mà nó không lưu số là nó thua. Thế nó bảo ừ, hôm trước thằng ấy nó vừa nhắn tin cho mình. Thế nó mới mở tin nhắn ra, nó mò thì nó thấy bạn. Có hình dung cái thói quen của thằng giàu không? Nó sẽ làm như vậy. Đấy. Chứ không nó không dùng đây. Không ba vẩn. Thế thì bao giờ có tin nhắn? Vậy có hai việc về mặt công vụ hãy chuẩn bị cho tôi đầy đủ. Đấy, cho nên là lúc nãy tôi mới hỏi anh chị đấy. Một là nhà mình, căn hộ thấp nhất bao tỷ, lớn nhất bao tỷ, mét vuông thấp nhất, nhỏ nhất. Vậy thì bây giờ về làm cái này. Làm cho tôi đầy đủ cái này. Và buộc các chị phải thuộc. Mà dự án mà không cung cấp được ấy, chủ đầu tư không cung cấp được thì cũng phải bảo các bạn cái cách nói. Chứ không thể. Tức là trong quá trình làm việc với nhau, chúng ta điều quan trọng nhất là trung thực. Là cái gì mà mình chưa có thì mình nói với các bạn là cái này chưa có. Để các bạn không dẫn khách hàng vào việc đấy. Từ đây ví dụ bao giờ các bạn cũng phải kể các bạn đây. Góc nhìn của khách hàng. Thứ hai
là câu hỏi thứ ba là đáp gì? Đáp án. Cái này cho các bạn làm chưa? Có làm không? Bình thường có làm không ạ? Không á? Nhưng mà các bạn này là bạn hỏi đáp bắt buộc của dân bán bất động sản để nó đồng nhất tất cả dự án. Câu hỏi góc nhìn của khách hàng một là về tính sở hữu. Em ơi có sổ đỏ không? Đúng không? Ngoài giá 5 tỷ này ra thì sổ đỏ có mất thêm tiền không? Có đúng không nhỉ? Em ơi có sổ đỏ nhưng mà trong giai đoạn mà đang triển khai thế này, giả sử anh bí tiền anh thanh khoản anh bán đi chỉ có được không? Có chuyển sang tên người khác được không? Tức là một loạt những câu hỏi liên quan đến sổ đỏ. Tất nhiên khách nó không hỏi thì thôi nhá. Ê, tự nhiên nó gặp trong mang bản chủ trương dân động. Thứ hai là gì? Đấy, sở hữu xong đến chuyển gì? Chuyển nhượng xong đến gì? Dịch vụ. Đúng không? Đấy, tất cả những cái bảng này thì bắt đầu họ hỏi cái gì thì mình trả lời gì. Bên này là có câu hỏi. Vì vậy các team work với nhau, đặc biệt là các cấp trưởng phòng bán hàng kinh nghiệm rồi, ngồi điền cái này lại cho anh em. Và sau đó anh em ngồi với nhau làm việc nhóm, luyện công, hỏi đáp, hỏi đáp, hỏi đáp, không đáp được cút. Có đúng không nhỉ? Được, được cái chỗ này chưa các anh chị? Về sản phẩm. Và nếu bên này nữa mà các anh chị có tài liệu gì chứng minh, nếu có tài liệu chứng minh thì càng tốt, đúng không? Đấy, thế thì khi đi nói chuyện với người ta này, có đủ thông tin khỏe. Tóm lại, tôi tổng kết lại, một, thằng giàu nó không thích nghe nói nhiều, nói nhảm, nói linh tinh, nó chỉ nghe đúng thứ nó cần nghe. Vì vậy khi nó hỏi những cái thứ hoàn toàn là hoàn liên quan đến gì, có sổ đỏ không, là nó tập trung vào sở gì, sở hữu. Vì vậy trả lời hết cho nó một đống sở hữu này đi. Đấy, tiếp. Thứ hai là nếu mà nó hỏi tiếp là liệu có thật không thì bỏ thêm cái gì? Tài liệu. Có phải thế? Nói như các bạn chỉ đang bán hàng mà có vậy. Thứ ba là giả sử nó hỏi là con dự án nào xung quanh đây bán không, kiểu gì nó chả hỏi câu đấy nhé. Em ở trong Đà Nẵng thì ngoài cái dự án này ra thì còn có những dự án nào bán không thì nói sao? Nếu giả sử anh hỏi thì em là sale thì em nói nào? Thì em cũng sẽ nói cho khách hàng biết là có những dự án xung quanh nào, và có thể phân tích thêm cho khách hàng một số cái ưu và nhược điểm của các dự án xung quanh những dự án của mình. Bán cho thằng giàu nó cóc cần chú phân tích không? Không cần phân tích đâu. Các chị có thấy thằng giàu nó có gần các chị mất? Những căn hộ các anh chị đã từng bán, nếu anh chị nào đã từng bán những căn hộ đắt đi, thực sự những người mua họ cần anh chị phân tích nhiều không? Thậm chí nhiều khi không thấy họ hỏi cái gì để mà phân tích cơ. Còn những thằng mà bắt phân tích nhiều thì thường thằng đấy nó có mua được không? Không. Thằng bắt anh chị phân tích nhiều là thằng ấy không có tiền. Còn cái loại mà nó có tiền ấy, thích thì này nhích, không phải phân tích. Vì vậy nó hỏi là gì? Mà thứ mà nó thích rồi thì nó hỏi xung quanh là vì nó muốn kiểm tra thêm có một sự lựa chọn nào khác hay không. Thì chỉ cần nói là gì? Nó cũng có vài 1-2 dự án thôi, bây giờ nó cũng kẹt dự án. Đất bây giờ nó hiếm lắm,
cho nên là chỉ nó chỉ có bây giờ chỉ còn lại 1-2 dự án ở mặt biển. Có cái dự án của em mà mặt biển còn 2-3 dự án thì nó ở bên trong có 40-50 mét, đúng không? Thế thì nó không nói gì nữa, có nghĩa là gì? Nó chọn mình rồi, nhưng mà phải im lặng để cho nó nói, hiểu không? Xong rồi nó hỏi em còn dự án còn xung quanh không, độc sợ nó nhảy sang xung quanh nó mua ấy, thì bố vội có bố không kịp phanh. Bây giờ ba dự án, nhưng mà cái dự án này nó như này, cái dự án này nó như này, kiểu cuống lên không phanh được. Có thấy thói quen của sale không? Tính nào.